Đấy, đây là mẫu lưới 10 phân này các bác này. 10 phân. Mắt lưới 10 phân lưới thái chim pha nhé. Mười phân lưới năm, đây là lưới bông, lưới này lưới rất là bông nha, lưới bông lưới thái chim pha mắt ngang mở đánh cá bén lắm, siêu bén mà lưới đắt tiền tốt nhất hiện nay các bác nhá, đánh cực kỳ sướng, đánh cá chép, cá mè, cá tra, cá vược, cá rô phi hay kể cả những con cá lăng, còn những cái lưới này thì bắt cả 1-2 chục cân ok. Đây là hai cái túi này, vì nó là lưới bông nhìn như không có túi nhưng khi kéo này các bác nhìn này, đấy, càng kéo nó lại càng đến đấy, theo kéo mạnh túi thịt cho nhiều. Đây là cái màng ngoài các bác nhé, các bác theo nhìn màng ngoài lưới bắt cá lớn luôn, phi thường không đấy, không phi thường, không bắt được cá lớn đâu các bác nhá. Một cái dòng này nó là dòng độc quyền của Duy Chiến này. Đây là hai cái dây này là tác dụng để kéo các bác nhé, cần thiết, nó là lý tốt mà, nếu bắt cá xịn thì để kéo chì đấy. Chì thì nó là lưới ba màn đánh chì mà các bác nhé, đánh cá lớn, đánh cá lức sâu nhìn thích lắm các bác ạ. Cái lưới này đánh thì là 1-2 tấn cá mà gặp cả đàn luôn. Đây nha, cái phao đây là cái phao này các bác này, đấy phao này của nó là hai phao đầu nhá, còn đây là cái phao biên à, đây là cái phao mà Duy Chiến sẽ được chốt khóa hai đầu rất là cẩn thận, các bác có nhìn thấy không ạ? Đấy, ra lên vào dưới đấy sướng lắm, chống rối ấy bác ạ. Hôm nay em Duy Chiến quay, cô chú anh chị nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ đến bên Duy Chiến. Duy Chiến để số điện thoại trên màn hình. Lưới đánh cá, bắt cá chìm pha, loại đắt tiền là tốt nhất hiện nay. Lưới một màn, mắt 8 phân. Cái này của nó là cao 2 mét các bác nhé. Cao 2 mét và mắt lưới của nó là 8 phân. Cái này 150 mét chia đôi. Mắt 8 phân này. Như thái chim pha nhé, dòng chim pha xin. Đây hai cái đầu mà Duy Chiến vẫn làm cho các bác nhé. Đây là chân chì này. Đấy, chân chì đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Hai tay. Lưới một màn. Lưới thái chim pha mắt ngang. Dòng này lưới đắt tiền các bác nhé. Đắt lắm. À, em quay lên, cô chú anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ đến bên lưới đánh cá Duy Chiến. Số điện thoại của em là 0869 680 285. Em cung cấp toàn quốc và nhận làm theo yêu cầu các loại lưới và các mẫu lưới. Dược lưới, phôi lưới, lưới thái, lưới kéo cá và lưới đánh cá. Lưới thái hay lưới mộc Thái Lan nhé. Đấy, của nó là hàng chính pha chính hãng. Hàng này thì nó là siêu đắt tiền, nó là siêu tốt. Đắt nhất trên thị trường hiện nay. Đây sợi dòng Molo nhé. Đấy cô chú anh chị nhìn thấy không ạ? Gồm các size 8 phân, 7 phân, 6 phân, 10 phân, 12 phân. Đấy. Đấy, tất cả đều là những dòng lưới của nó là dòng chin pha, lưới đắt tiền nhé. Hàng này thì đặc biệt chỉ có Duy Chiến mới có hàng tốt và hàng chất lượng nhé. Còn hàng tàu thì rất là nhiều trên thị trường, nhưng mà để đánh lưới cá lức sâu, lưới cá lớn thì không chịu được nhà đâu. Duy Chiến để số điện thoại trên màn hình. Lưới này có ga các size là 6, 7, 8 phân, 10, 12 phân. Nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu về phôi lưới thái, ruột lưới thái thì hãy liên hệ đến bên Duy Chiến nhé. Duy Chiến cung cấp toàn quốc.